What's up anh em? Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera Channel. Và tôi là Nguyễn Hoàng Phúc. Như các số nhiếp ảnh cơ bản trước thì chúng ta đã được quay ở trong studio. Và ngày hôm nay cứ xem là số đặc biệt đi. Chúng tôi đã chọn được cho mình một cái địa điểm khá là thú vị để có thể thực hiện số nhiếp ảnh thứ 5 này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về tất cả những chế độ cơ bản ở ngay trên chiếc máy ảnh này. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chế độ A cộng, hay còn gọi là chế độ auto ở trên thân máy. Chắc là anh em cũng đã hình dung ra được cách sử dụng khi mà tôi đã nói sơ qua ở trong số nhiếp ảnh cơ bản số thứ 3 rồi đúng không? Và việc của chúng ta chỉ việc bật máy lên và chụp thôi. Còn máy sẽ giúp chúng ta tùy chỉnh tất cả các thông số sao cho phù hợp với lại ánh sáng hiện tại. Tuy nhiên với chế độ này chúng ta sẽ gặp phải một số lỗi vặt, giống như là máy sẽ đo thừa sáng hoặc là thiếu sáng. Và tôi hay gọi chế độ này là chế độ lười của những người làm nghệ thuật. Tuy nhiên tôi lại có một chiếc tip cực hay dành cho anh em. Đó chính là đối với anh em mà chưa vững về đo sáng, hay là chưa có thể tự set hết tất cả các thông số ánh sáng của một chiếc máy ảnh, thì việc của chúng ta chỉ việc là cầm máy lên, vặn về chế độ auto và chụp test một tấm. Chúng ta vào mục playback, nếu mà ánh sáng của bức hình đã ổn thì chúng ta chỉ việc check thông số và set lại thông số máy ảnh giống như tấm ảnh ban đầu mà chúng ta vừa chụp. Ok, chúng ta sẽ đến với AV. AV là chế độ ưu tiên khẩu độ. Khi bạn nhúng xoay qua chế độ này thì việc của chúng ta chỉ việc điều chỉnh khẩu độ sao cho phù hợp với bức hình. Còn tất cả các thông số ánh sáng giống như là ISO hay là tốc thì đã có máy thay đổi để giúp chúng ta có một bức ảnh đủ sáng nhất có thể. Và với chế độ này chúng ta thường sử dụng trong các bức hình chân dung, vì lúc đấy chúng ta có thể đóng mở khẩu thật là phù hợp để có một bức ảnh thật là ấn tượng. Nhớ là sử dụng chế độ này thật là hợp lý, vì nếu sử dụng nó trong điều kiện thiếu sáng thì bức hình của chúng ta có thể sẽ bị mờ vì tốc bị giảm thấp quá, hay là bức hình sẽ bị noi vì ISO bị đẩy quá cao. Với chế độ này sẽ giúp chúng ta linh hoạt hơn trong việc thay đổi tốc độ màn chập, mà để có một bức hình thật nghệ mà không cần quan tâm tới hai thông số còn lại, và khá là tiện trong khi chúng ta sử dụng trong chụp tất cả các loại chuyển động như là chụp ảnh thiên nhiên, chụp ảnh thể thao hay là chụp ảnh động vật. Và cũng giống như AV, chúng ta nên lưu ý sử dụng trong điều kiện ánh sáng phù hợp nhất có thể để bức hình của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của khẩu và ISO. Và có thể chúng ta đã được thấy những bức hình với những kỹ thuật đưa máy cực kỳ đỉnh cao bởi các nhiếp ảnh gia. Và với chế độ này thì chúng ta có thể thay đổi linh hoạt để có thể mang lại cho mình một bức hình như thế. Vừa rồi là ba chế độ rồi đúng không? Còn một chế độ cuối cùng thôi để số video sau nhé. Còn bây giờ tôi đã quá háo hức để đi sáng tạo rồi. Thôi ok, cầm máy lên và sáng tạo cùng Tokyo Camera nào. Nhớ like và subscribe cho Tokyo Camera để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Xin chào.